Alo, mến chào quý anh chị em đã quay lại kênh Cá Bảy Màu của mình. Mình là Thắng Lê Gấp Vi Farm. Thì ngày hôm nay em có chương trình là khuyến mãi free ship cho đơn hàng từ 300 ngàn trở lên, áp dụng cho hết tháng 11 rồi nha anh em ơi. Và anh em đang xem kênh YouTube của mình á, khi mua cá mà có đăng ký kênh YouTube rồi thì em sẽ tặng thêm một bịch thức ăn như là clip nha anh em ơi. Đây là cám lừa nha anh em. Thì cái viên cám này nó tròn tròn khoảng tầm phân nửa út nha anh em. Bằng đầu đũa vậy đó. Thì anh em là nuôi cá mà không có thời gian, buổi sáng đi làm bận việc rồi á, thì sáng mình cứ cho vào hồ vài viên đó, 2-3 viên tùy ha, tùy theo cá ít cá nhiều nha anh em. Còn cái bài cá câu kiếm của em nè, anh em thấy không, thì em cho ăn khoảng tầm 4-5 viên vậy ha. Nó nghĩa từ sáng tới trưa rồi sẽ hết thôi nha. Cho nên anh chị em con cá lúc nào cũng không sợ đói chân luôn á. Thì anh em nào có mua cá bên em có đăng ký kênh YouTube rồi thì em sẽ tặng thêm một bình thức ăn nha. Rồi dòng cá đầu tiên muốn gửi đến chị em, dòng cá có tên là Metal Blue nha anh em ơi. Có lớp meta trên thân và màu xanh nha, gọi là blue đó anh em. Thì cái dòng này em đang khuyến mãi cực kỳ lớn luôn nha anh em ơi. Anh em nào mua lẻ là 40 ngàn một cặp nha. Khi mà anh em bắt combo 5 cặp á, là để anh em 5 cặp là 180k hà nha. Dòng này video bên lưng rất là đẹp luôn. Cái màu nhẹ nhàng lắm nha anh em. Em quay ngoài trời sáng á. Anh em thấy màu con cá không? Nhìn độc lạ mà đẹp ghê ha. Thì anh em nào có hết dòng này thì nhắn cho em, 5 cặp chỉ 180k thôi. Và đăng ký kênh YouTube rồi á thì em tặng thêm một bịch thức ăn nha. Ở đầu clip đó anh em. Còn anh em nào mua đơn hàng từ 300k trở lên á thì em sẽ free ship luôn nha anh em ơi. Anh em tranh thủ mua nha. Tại vì hết tháng này là hôm nay là ngày 23 rồi, áp dụng cho đến hết tháng 11 rồi nha, khoảng tầm 7 ngày đó thì anh em cứ tranh thủ bắt nha. Còn đây là clip cá mái của Metal Blue nha. Máy Metal Blue thì cá mái không có màu sắc gì cả, quay lưng thì cũng có màu xanh xanh vàng vàng thôi nha. Cái thân thì màu chì anh em ơi. Chủ yếu là cái dòng này để duy trì đầu giống thôi nha. Chủ yếu là nằm ở trên vây đẹp ở trên con cá chấm hết rồi. Thì anh em nào có nhu cầu mua cá thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó nha. Anh em cứ nhắn tin qua Zalo giúp em, muốn đặt dòng nào thì cứ nhắn cho em ha. Cá thì em ship toàn quốc và bảo hành 100%, cho nên anh chị em yên tâm nha. Rồi tiếp theo là một dòng cá tên là HB Yellow anh em ơi. Hàng này là bộ BDS, vây lưng vây đuôi là bộ bít teo nha anh em, đuôi khá là to đó. Hàng này là 50.000 một cặp hà. Anh này là bắt 5 cặp và để em là 200 nha. Dòng này nói chung mà đẻ nhiều dễ nuôi lắm anh em, mà cá đẹp lắm nha, màu vàng, cái thân màu đen nhìn đã lắm. Anh em nào có chơi hồ kính nó cũng đẹp lắm nha. Hồ kính là đẹp nhất nè. Rồi anh em nếu mà muốn chơi từ trên xuống gọi là top view á thì mình có thể là nuôi nhìn cũng khá là ok nha. Ở trong dòng HB Yellow nè. Vây đuôi vây lưng nhìn rất là đẹp luôn, body lực lắm. Là 40.000 một cặp. Anh em bắt 5 cặp bắt đỡ giá là 40 ha, còn lẻ là 50.000 một cặp đó anh em ơi. Hàng cho anh chị em làm giống rất là đã luôn. Còn đây là clip cá mái nha anh em. Cá mái thì đa phần con nào cũng như nhau rồi ha. Cái đuôi thì màu vàng vàng, cái thân thì màu vàng vàng, nó đen đen, nó nâu ha. Vàng nâu ha anh em. Chủ yếu là nó để sinh sản rồi đó. Cá mái này cũng không có màu sắc gì cả, chủ yếu là ôm bầu ôm trứng thôi. Về anh em cho sinh sản là ok nhất nha. Thì anh em nào có chơi dòng này thì hú em, cá rất là khỏe và sung luôn. Những dòng cá với màu bên em đa phần là dễ nuôi lắm anh em, hàng tiện cho anh em chơi, hàng làm giống luôn nha, mà giá cực kỳ mềm luôn, mà cá là ok nha. Rồi tiếp theo là một dòng có tên là Blue Gap Gibbon Quincy nha anh em. Mấy con này đa phần là Quincy hết. Hàng này là 80.000 một cặp, size cá là size 2,5 tháng. Thì anh em có chơi thì hú em. Thì lâu lắm rồi em mới lên Blue Gap lại, tại vì cái hàng này mấy con này em phải lựa, phải tiễn anh em, em nuôi lên ha. Thì mấy con này lên bao nhiêu là anh em hỏi bắt hết trơn ha. Thì đợt này anh em có bắt hàng hú em ha, là 80.000 một cặp, hàng như clip nha anh em ơi. Số lượng cũng không có nhiều đâu, thì anh em cứ tranh thủ bắt nha. Khoảng tầm mười mấy chục cặp thôi là hết rồi. Nhìn cho mấy con cá này đã lắm nha anh em, u nu à. Mấy con này thì chưa bầu nha, mới ôm trứng thôi nha anh em. Anh em phơm nha, video vui lưng nhìn đã lắm anh em. Nhìn mấy con này nhìn nó bơi tay chân đồ, quay đuôi quay lưng rồi hết rồi, phiên đó anh em nhìn đã lắm. Hàng này cho anh chị em làm giống là ok nhất nha, Blue Gas nè. Còn đây là cà lít cá trống nha anh em, thấy cá trống không? Bộ này là trống thì có trống nghi bông và trống ghen. Cái này trong hồ này có 1-2 trống nghi bông nè, thì anh em nào bắt trống nghi bông thì hú em bắt trống nghi bông cho, còn bắt trống ghen thì em bắt cho ha. Thì Blue Gas anh em nhìn thấy cá trống nhìn đã ha anh em. Con trống này anh em mà để nền tối ha thì cái màu nó ra màu xanh như thế này là rất là đẹp. Còn anh em mà để nền trắng ha là anh em không thấy được cái màu đâu, tại vì nó bị dạ cái màu đi anh em. Còn để nền tối là đánh cái đèn một cái là anh em nhìn mấy con cá trống nó lại ghiền liền, màu xanh nó như Bluetooth bass vậy đó, nhưng mà dòng này khác xíu ha. Rồi tiếp theo là một dòng hàng, một hàng là tuyển giống luôn anh em ơi, Dumbo Big E bên em ha. Anh em xin xem hai tay bơ nữa kìa, màu xanh đậm nha anh em, xanh đen đậm nha. Trên thân thì có một lớp latex full nhảy hết trơn luôn. Có vẻ đẹp nằm giá trị nằm chỗ đó đó anh em. Còn cái đuôi anh em thấy không, cái đuôi thì màu đỏ nha, cái thân cũng, cái body cũng khá là ok nha. Anh em thấy không, tay bơ rất là to luôn nè.
Còn nào nãy anh em thấy không, đều như nhau ha. Hàng này hàng VIP nha anh em, hàng VIP đó, 5 cặp chỉ 350 thôi, free ship luôn, quá đã luôn anh em ơi. Anh em bắt 5 cặp cái hàng này là free ship luôn nha. Cái đơn hàng từ 300k trở lên sẽ được free ship nha. Còn dưới là free ship là 40k nha anh em. Em đóng em bỏ vào thùng shop á. Hàng này anh em nào không bắt thì em để làm dấu nha, tại vì đợt này lên ít à, lên được khoảng tầm 40 cặp cái gì ha. Anh em nào không bắt thì em để làm dấu luôn chứ em không bán rẻ nữa nha. 5 cặp là 350 free ship. Được thì anh em bắt nha, hàng này rất là đã luôn, giá là cực kỳ mềm rồi, không thể nào mà bớt cho anh em được nữa nha. Cho nên anh chị em nào thông cảm cho em nha. Hàng này quá là đẹp luôn. Ồ, tay bơi bự cho bá lửa. Thằng cũng sáng nè, đuôi màu đỏ ha. Ở còn đây là clip cá mái nha anh em, cá mái anh em thấy không? Mái tơ zin ôm trứng ôm bầu hết trơn rồi, đã lắm, về là cho đẻ luôn nha. Mái tơ zin hàng này ok lắm nha anh em ơi. Ồ, anh em thấy cá mái không? À, cá mái khoảng tầm nhỏ hơn con Út mình anh em, nhỏ hơn con Út nha. Con cá mấy màu đa phần là khoảng tầm bằng con Út tới lại, không có nào bự đâu ha. À, anh em nào có nhu cầu đặt cá thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo. Em để góc phải màn hình đó nha. Anh em cứ nhắn tin qua Zalo giúp em đi ở trên góc phải màn hình đó. Rồi hoặc là gọi trực tiếp cho em muốn nhập dòng cá nào nhắn cho em ha. Còn đây là dòng máy của dòng tiếp theo là dòng đỏ tia. Bộ này bộ BDS Molu. Hàng này là 50.000 một cặp ha. Anh em nào bắt 5 cặp á là để anh em là 200.000 ha nha. Cá cực kỳ đẹp luôn. Tia nó đều anh em coi kìa. Tia ha, rồi quay đuôi quay lưng nhìn đã lắm anh em ơi. Hàng này còn tơ nha. Mấy con này 250 thôi. Anh em mà nuôi rồng mấy dòng rồng ha, rồng đỏ, rồng xanh đồ ha, mà anh em để phơm đó ha, khoảng tầm 4-5 tháng thôi là anh em nhìn vui cho bá lửa rồi. Còn cái hàng này 2 tháng rưỡi đến 3 tháng à, em phơm thì vừa thôi. Hàng này là về là mình cho sinh sản đó anh em, mình ghép vô mình sinh sản là ok nhất, chứ đừng lựa mấy con mà quay bự quá về mình nói chung là cũng khó dí máy ha. À, tại vì dòng này quay bự mà, thì anh em có chơi dòng rồng đỏ này thì hú em tia đẹp lắm. Rồng đỏ bộ này bộ của Thái nha anh em, 5 cặp chỉ 200k thôi, mà anh em là bắt đơn hàng từ 300 á trở lên sẽ được free ship nha. Đơn từ 300k trở lên sẽ được free ship, áp dụng cho hết tháng này, hết tháng 11 này nha. Hôm nay là ngày 23 rồi, còn 7 ngày nữa thôi, anh em cứ tranh thủ bắt nha. Body lực lắm anh em, mấy con này đa phần là body nó đều như nhau nha. Nhìn anh em nào mới biết chơi nhìn cũng khó nhận biết được lắm ha. Còn đây là clip cá mái nha anh em, cá mái thì cũng bình thường thôi, đuôi cũng tia đẹp nè. Ờ, vì đuôi bên lưng nhìn thâm thâm nhìn đã lắm anh em. Size cá là size zin nha, size 2,5 size tơ zin luôn, về là mình chỉ cần ghép vô rồi là mình khoảng tầm 15 cho đến 25 ngày đổ lại ở đẻ hả anh em, là mình phải, vì mấy con này em cho em phơm ôm trứng hết trơn rồi. À, thì con cái màu nói chung là rất là dễ nuôi em, nó đẻ con ha, đẻ con ra rồi anh em chăm sóc từ từ sẽ bự như bố mẹ ha. Size cá là size 2,5 thôi anh em, video bên lưng nhìn đẹp lắm, thì anh em có chơi dòng này thì hú cho em, tại vì dòng vòng đỏ này không gài được, anh em bắt rất là nhiều luôn anh em, xem cái lễ trước em ha. À, mỗi lần anh khách bắt 5 cặp 10 cặp đồ, nuôi dòng vòng đỏ này rất là dễ nuôi. Rồi tiếp theo là một dòng cọp nước anh em ơi, còn gọi là Tiger King Cup Ga, quá trời đã luôn ha. Dòng này là một màu vàng, trên thân này có những sọc gần người ta gọi là cọp đó anh em. À, cọp nước nha, thì anh em nào có chơi dòng này thì hú em, nhìn nó đã ghê vô anh em. Thì hàng này đã 5 cặp với 200k thôi, cá như clip 100% nha anh em. À, nhìn đã chưa, cọp nước thăng body sọc gần nhìn đã lắm anh em ơi. Tiger King Cup Ga, cái dòng này có thị trường cách đây khoảng tầm 4 năm rồi em, 4-5 năm trước, 5 năm rồi nha, khoảng tầm 5 năm rồi. Thì lúc đó mới về Việt Nam thì giá một cặp như vậy khoảng tầm 2 triệu, 4 triệu anh em, khá là cao ha. Rồi hiện tại trên thị trường mình khá là nhiều, anh em nuôi rồi lai tạo ga rồi nó thừng, nói chung là khá là nhiều rồi ha, cho nên giá nó cực kỳ mềm thôi. Với lại mấy con này cũng không có ghi bông, không có phin gì hết, cho nên giá nó cực kỳ mềm thôi, chỉ 40.000 một cặp à, cho anh em bắt 5 cặp nha. Còn đây là clip cá mái nha anh em, thì đa phần là cá nó đều như nhau anh em ơi. À, anh em thấy cá không, size khoảng tầm 2 tháng rưỡi thôi, hàng này khá là ok cho anh chị em ha, cho anh em về làm giống chơi trải nghiệm thử rất là ok nè. Đó thì anh em có chơi thì nhắn cho em, cá thì em ship toàn quốc và bảo hành 100%, cho nên anh chị em ở đâu cũng nhận cá được chơi luôn nha. Anh em đặt cá bên em thì yên tâm ha, về cái chế độ mà dịch vụ nè, hỗ trợ anh em tốt ha. À, trách nhiệm với đơn hàng này kia đâu ha, khi anh em đặt cá bên em thì yên tâm, mọi thứ về em đã lo hết trơn rồi, anh em chỉ cần đặt cá thôi và em gửi cá đến nhà anh chị em, anh em chỉ việc nuôi thôi. Đó, những cái khâu khác anh em yên tâm. Còn đây là iFrogy anh em ơi, bộ này bộ BDS Hormone nha, size cá là size 2,5 luôn, size như thế này là em xuất bán hết trơn rồi. Hàng này rất là đẹp luôn, cái hàng mình em phải nói và chưa phải gọi là quá xuất sắc, hàng cực kỳ VIP nha. Hàng nó giá như vậy là giá quá là mềm anh em ơi, anh em thấy không, phải đuôi BDS nè, Hormone ha, quá là đã luôn. Hàng này chỉ 80.000 một cặp ha, anh em nào bắt 3 cặp là để anh em là 210.000 nha, 3 cặp là 210 á, cực kỳ rẻ luôn anh em ơi.
Đó, sai cá Cần Thơ nha. Hàng này về mình cho nó dí bầu đạt giá đã rồi. Thì dòng Ivory nè thì tỷ lệ làm ra những con đẹp như thế này thì rất là khó nha anh em. Khoảng tầm 50% à, hoặc là dưới luôn á anh em. Tại vì mấy con này em đã lựa hết, tiện hết rồi nha. Cho anh em muốn trải nghiệm với dòng cá VIP như thế này thì liên hệ cho em. Ba cặp chỉ 210 thôi, cho anh em mà chơi trải nghiệm nha. Đó, ai bán lẻ là 80.000 một cặp, ba cặp là 210. Một cặp như vậy lúc trước em bán là khoảng tầm 150.000 một cặp đó anh em. Hàng như thế này ha. Còn mấy con mà tia mà đều mà còn đẹp dữ nữa ha, là giá càng cao nữa, có thể là 500.000 một cặp luôn. Đó, mấy con này thì em có số lượng nhiều quá trời rồi, nên em bán xả luôn. Cho nên em dễ tiếp cận ha. Nói chung là hàng như vậy bán cực kỳ mềm cho chị em chơi. Anh em mà trả giá nữa là em thua luôn. Đó, rồi tiếp đây là clip cá máy nha anh em. Nè, máy nè. Máy anh em thấy không? Máy thì body ủ nu à. Ú con này còn lấy âm trứng kìa, quay đuôi quay lưng. Đuôi còn màu sắc nhìn tia bung nhìn đẹp lắm anh em. Nó như cá trống nha, đuôi màu đã lắm. Đó, thì máy thì không có bự luôn, không có bự bằng, nhưng mà nhìn nó cá ghiền lắm. Cũng ba gặp 210 đó, thì anh em có cần thì nhắn cho em qua số điện thoại và Zalo, em để góc phải màn hình đó nha. Anh em cứ nhắn tin qua Zalo giúp em. Ở cá thì em ship toàn quốc và bảo hành 100%, cho nên anh chị em đặt cá bên em yên tâm ha. Rồi tiếp theo là một dòng Dumbo Gatel anh em ơi. Dumbo này thì giá nó mềm lắm nha, không bằng bằng phân nửa cái hàng kia thôi. Đó, là 40.000 một cặp. Anh em bắt 5 cặp thì em bán xả hàng, 5 cặp là 150 nha. Đó, bán là bán xả hàng nha anh em. Nhìn mấy con cá kìa, tay bơi cũng khá là to ha. Vậy vậy cũng sáng là đuôi màu đỏ nha. Thì cái hàng này giá nó không bằng, thì chất lượng nó không bằng cái hàng mà hồi nãy bên Dumbo Vít E anh em. Hàng VIP hơn thì giá nó sẽ cao hơn ha. Còn hàng này chỉ 40.000 một cặp, 5 cặp 950 thôi, là tương đương 30.000 một cặp. Mà cá được như thế này là quá là ok rồi anh em. Anh em thấy không, tay bơi cũng bự nè, dậy cũng sáng nè ha, đuôi màu đỏ nè ha. Thì cái hàng này nó là cho anh em tập chơi nha. Thì anh em là tập chơi muốn chơi dòng này thì hú em, hay là muốn chơi làm giống luôn, hay là muốn chơi lâu dài thì tùy anh em, tùy cái điều kiện anh em thôi. 5 cặp 950 thì anh em có chơi thì hú em. Rồi tiếp theo là một dòng cá Platinum. Platinum thì đợt này em còn ít cặp hả nha, thì anh em có chơi thì hú em, là 40.000 một cặp. 5 cặp là lẻ nên là 150k nha anh em ơi. Thì anh em muốn chơi thì hú cái em. Màu cái thăng màu vàng, video bên lưng nhìn bụng hết trơn rồi, nhìn rất là đã luôn nha. Platinum thì là một dòng cá mắt đỏ nha anh em. Thì mắt đỏ nó rất là nhạy cảm với cái thời tiết nắng mưa này kia đồ ha, hay mình để mình thay nước trực tiếp rồi á thì nó dễ bị sốc lắm nha anh em. Tại vì dòng Platinum này cũng khá là khó nuôi, nhưng mà anh em nào muốn chơi mà sao muốn săn lùng hay là muốn chơi trải nghiệm thử dòng này á thì nhắn tin cho em, chỉ 40.000 một cặp hà. 5 cặp thì để anh em là 150 nha, tại vì em bán xả hàng anh em. Cái hàng nói chung là không được anh em chơi chủ nhiều, nhưng mà em thấy một cái vẻ đẹp khá là ok nè. Mà anh em nào muốn chơi dòng này thì nhắn cho em nha. Rồi tiếp theo là một dòng cá cuối cùng muốn gửi đến chị em á, dòng cá tên là Albino Gold. Dòng này là dòng mắt đỏ nha, cá trống có máy mắt đỏ hết. Đây là clip cái trống nha anh em, thì anh em có chơi dòng này hú em, chỉ 30.000 một cặp à. Em bán xả hàng nha, bắt 5 cặp là 150 đó anh em. Thì em bán xả hàng nha anh em thấy không, cá là như clip 100%, rất là vàng luôn. Albino Gold nhìn đẹp lắm, thì anh em có chơi dòng này hú em đặt em xả hàng luôn. Nhìn cái dòng này anh em chơi rất là phong thủy luôn, em màu vàng này rất là phong thủy luôn nè anh em ơi. Đó, thì anh em có xem clip này có cần đặt cá thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo, em để góc phải màn hình đó nha. Anh em phải nhắn tin qua Zalo giúp em. Rồi clip giới thiệu cá với mèo đến đây là kết thúc. Chúc anh chị em xem clip vui vẻ nha.